Vàng thế giới tiếp tục tăng trong khi vàng SJC vẫn đứng yên từ 4 tuần qua, kéo chênh lệch giữa vàng thế giới và SJC xuống dưới 5 triệu đồng một lượng, từ mức chênh đỉnh điểm khoảng 18 đến 20 triệu đồng một lượng vào tháng 5 năm 2024. Sáng ngày 5 tháng 7, vào khoảng 9 giờ 30 phút, công ty SJC vẫn niêm yết vàng SJC ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Các doanh nghiệp khác như BNG, Doji cũng giao dịch ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Riêng tiệm vàng Mi Hồng có giá thu mua vàng SJC cao nhất thị trường ở mức 76,2 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank cũng niêm yết ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 sáng nay được các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết hôm qua. Công ty SJC niêm yết mức 74,4 triệu đồng một lượng mua vào và 76 triệu đồng một lượng bán ra. Tập đoàn Doji giao dịch ở mức 75,05 triệu đồng một lượng mua vào và 76,35 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá chốt phiên tại New York đêm trước lên 2.356 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 5 tháng 7 giờ Việt Nam tiếp tục tăng lên 2.360 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,4 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC gần 4,6 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 3,6 đến 3,95 triệu đồng một lượng. Giá vàng hiện đang được hỗ trợ khi các ngân hàng trung ương đồng loạt giảm lãi suất như Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB, Canada, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Các chuyên gia nhận định, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2024 vào tháng 9 tới, giá vàng sẽ tăng mạnh. Ngày 5 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Resco về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tín Trung, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Resco, 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Phước Ngọc, cựu tổng giám đốc Resco, 4 năm 6 tháng tù, Đỗ Văn Phúc, cựu thành viên hội đồng quản trị Resco và Trần Công Đức, cựu thành viên hội đồng quản trị Resco cùng mức án 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Võ Hữu Hải, cựu thành viên hội đồng quản trị Resco, Hoàng Hải Đăng, cựu phó tổng giám đốc Resco cùng mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Thị Thúy Hằng, cựu thành viên hội đồng quản trị Resco, Nguyễn Đình Phú, cựu phó tổng giám đốc Resco cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, huy chương, đã nộp tiền khắc phục hậu quả và không vụ lợi cá nhân. Một số bị cáo vai trò giúp sức hạn chế, lệ thuộc theo chỉ đạo cấp trên, không có động cơ vụ lợi cá nhân. Đồng thời, Resco cũng có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, đối với việc chuyển nhượng hai mặt bằng 289/18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng gây thất thoát 3,8 tỷ đồng, hội đồng xét xử nhận định, về nguyên tắc cần buộc các bị cáo liên đới bồi thường tương ứng, nhưng các bị cáo đã nộp 3,5 tỷ đồng. Vì vậy, hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả hai mặt bằng này. Đối với mặt bằng Bình Đăng, được định giá hơn 132 tỷ đồng, đã được Resco ký chuyển nhượng cho công ty Địa ốc Sài Gòn 5 với giá hơn 90,9 tỷ đồng. Hiện tại, công ty Địa ốc Sài Gòn 5 đứng tên chủ sở hữu mặt bằng và đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận việc công ty xin nộp lại số tiền chênh lệch cho Resco và xin tiếp tục thực hiện dự án trung tâm thương mại Bình Đăng. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của công ty Địa ốc Sài Gòn 5 không trái quy định và đảm bảo khắc phục thiệt hại cho Resco. Hội đồng xét xử chấp nhận việc công ty nộp lại hơn 44,1 tỷ đồng tiền chênh lệch cho Resco. Do vậy, phần thất thoát của Resco đã được khắc phục, nên hội đồng xét xử không buộc các bị cáo khắc phục hậu quả của mặt bằng Bình Đăng. Như vậy, hậu quả trong vụ án đối với hai mặt bằng 289/18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng đã được khắc phục. Hiện hai mặt bằng này đã được chuyển nhượng bên thứ ba. Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra hủy bỏ ngăn chặn theo thẩm quyền. Đối với mặt bằng Bình Đăng, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục duy trì ngăn chặn để đảm bảo thi hành án. Sáng ngày 5 tháng 7,
Công an thành phố Hà Nội phát đi cảnh báo đối với người dân thủ đô về việc thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ bảo hiểm để hướng dẫn người dân cài phần mềm VSSID giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền. Gần đây nhất là trường hợp của chị T, trú tại quận Ba Đình. Vào một ngày, chị T nhận được điện thoại từ số lạ xưng là cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội quận Ba Đình gọi để hỗ trợ người dân kiểm tra hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Đối tượng đã yêu cầu chị T dùng điện thoại để thực hiện cài đặt phần mềm hỗ trợ xử lý từ xa. Do giao diện của phần mềm giống với giao diện chị đã cài đặt trên điện thoại trước đó, nên hoàn toàn tin tưởng và thực hiện các thao tác. Sau đó, chị T kiểm tra thì phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút hết tiền nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 1 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, chị T cho biết chị là người có trình độ về công nghệ thông tin, đã thực hiện bảo mật các thông tin về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, khi nghe điện thoại của đối tượng, thấy sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo nên chị đã chủ quan, sập bẫy các đối tượng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, để tránh sập bẫy chiêu lừa đảo tương tự, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện. Ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch cá cược hơn 100 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng, Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan đồng loạt triệu tập hai đối tượng là Nguyễn Xuân Khánh, 39 tuổi, quận Liên Chiểu và Lê Tấn Quang, 34 tuổi, quận Liên Chiểu, cùng 9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá để phục vụ điều tra. Công an xác định, Khánh và Quang đã cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, tổ chức đánh bạc cho hàng chục người tham gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và địa phương lân cận như Huế, Quảng Nam. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay, Nguyễn Xuân Khánh và Lê Tấn Quang đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc, với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ trong 2 tuần từ khi khởi tranh giải vòng chung kết Euro 2024 và Copa America 2024 đến nay, số tiền đánh bạc đã hơn 50 tỷ đồng. Trước đó, ngày 20 tháng 6, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, có quy mô giao dịch cá cược hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Chí Linh, Hải Dương có thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị, phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, là nghi phạm sát hại giả mang hai mẹ con ở phường Văn An, thành phố Chí Linh. Luyện có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B270686. Công an thành phố Chí Linh đảm bảo thông tin người dân cung cấp sẽ được đảm bảo bí mật, an toàn. Công an kêu gọi Dương Đình Luyện ra đầu thú, trình diện với cơ quan chức năng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu cho Dương Đình Luyện sẽ bị xử lý theo pháp luật. Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, năm 2015, Luyện quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị A, sinh năm 1993, ở khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, và có một con chung vào năm 2016. Sau đó, hai người chia tay. Đến khoảng năm 2021, Luyện quen biết và kết hôn với chị G, sinh năm 1994 ở phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, và có một con nhỏ. Sau khi Luyện và chị A không còn quan hệ tình cảm, hai người thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 23 tháng 6, Luyện đi ô tô bán tải màu xanh đến nhà của mẹ con chị A. Lúc này, ngoài chị A còn có mẹ đẻ của chị là bà H, sinh năm 1964. Luyện đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người hai mẹ con chị A, khiến cả hai tử vong. Gây án xong, Luyện lái ô tô bỏ trốn và bỏ lại xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học, thành phố Chí Linh. Ngày 5 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9.
Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo quân khu 9. Lữ đoàn công binh 25 là đơn vị nòng cốt của lực lượng công binh quân khu 9, làm nhiệm vụ trên địa bàn 4 tỉnh thành phố là Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn cứu hộ, phòng chống khủng bố, huấn luyện chiến đấu, xây dựng công trình chiến đấu và xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xây dựng quân đội chính quy, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, cũng như những thành tích đã đạt được của lực lượng vũ trang quân khu 9 nói chung, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 nói riêng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả trên đã làm nổi bật phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Lữ đoàn Công binh 25 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang quân khu 9, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia giúp dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả khi có thiên tai thảm họa xảy ra. Chủ tịch nước yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục tích cực trong xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, thường xuyên củng cố, xây dựng đơn vị chính quy, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ngày 5 tháng 7, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Phan Công Bằng cho biết, vừa có văn bản đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị góp ý về đề xuất xây dựng tuyến tàu điện tự lái từ trung tâm thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, công viên văn hóa Đầm Sen, nhằm giảm ách tắc giao thông tại khu trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Sở Giao thông Vận tải, dự án này do Công ty Cổ phần Công viên Thạch Bàn đề xuất với tổng chiều dài khoảng 30 km và tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến được đầu tư theo 3 giai đoạn 1 từ sân bay Tân Sơn Nhất, Cù Lao Nguyễn Kiệu dài 12,7 km chạy trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Giai đoạn 2 từ Cù Lao Nguyễn Kiệu cầu Bà Tàng, quận 8, dài 5,7 km chạy theo kênh đôi. Giai đoạn 3 từ cầu Bà Tàng, quận 8, giao lộ Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch dài 11,5 km theo kênh Tân Hóa, đường Lạc Long Quân. Tuyến tàu tự lái trên cao này nằm hoàn toàn trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé, kênh đôi, kênh Tân Hóa và đường Lạc Long Quân. Vì vậy hoàn toàn không gặp vấn đề về giải phóng mặt bằng. Tàu tự lái trên cao sẽ giải quyết trực tiếp nạn ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với ưu thế vượt trội là khả năng chuyển làn linh hoạt, rất tiện lợi để phát triển tuyến. Các tuyến đường làm bằng thép nên được thi công hàng loạt tại nhà máy giúp cho việc thi công nhanh, với khoảng 5 năm là hoàn thành dự án. Các ga chính sẽ kết nối với hệ thống ga metro theo thiết kế. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hệ thống metro ở thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế theo các hướng từ ngoài vào trung tâm thành phố và kết nối với nhau ở khu vực trung tâm. Với tốc độ xây dựng như hiện nay, cần một khoảng thời gian mới hình thành hệ thống kết nối này. Do vậy, giải pháp giao thông cho thành phố từ khu vực trung tâm đến sân bay Tân Sơn Nhất cần cân nhắc triển khai nhanh. Ngày 5 tháng 7, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế thực hiện ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng, bằng 64,5% so với dự toán năm và giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng, bằng 58% so với dự toán năm và tăng 16,2% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay đạt khá cả về tiến độ và tốc độ. Đến nay, cả nước đã có 63 trên 63 cục thuế gửi danh sách rà soát đối tượng thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền với hơn 69.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sử dụng là 542,36 triệu hóa đơn, gấp 5,2 lần so với cả năm 2023. Đáng chú ý, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử đã được cơ quan thuế đẩy mạnh và có tín hiệu tích cực. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 383 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin trên cổng thông tin thương mại điện tử. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu quản lý thuế đối với thương mại điện tử là 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương 71 tỷ đô la Mỹ. Số thuế đã nộp là khoảng 50.000 tỷ đồng. Hiện nay, đã có 101 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Với tổng số thuế đã khai và nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử 6 tháng là 4.039 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023. Về hoàn thuế giá trị gia tăng, tính đến cuối tháng 6 năm 2024, toàn ngành thuế đã ban hành 8.740 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 63.000 tỷ đồng, bằng 37% so với dự toán hoàn thuế năm 2024 và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành gần 17.000 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh và đã thu hồi được hơn 918 tỷ đồng nợ thuế của gần 1.500 người nộp thuế. Ngày 5 tháng 7, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận thông tin xuất hiện cá voi ngoi lên mặt nước để săn mồi trên vùng biển Mũi Điện. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa đã chỉ đạo các đơn vị bảo vệ cá voi, đồng thời khuyến cáo người dân không được đánh bắt dưới mọi hình thức. Khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 7, trong lúc đi đánh cá khu vực gần Mũi Điện ông Huỳnh Kim Tường, 50 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa thì phát hiện một con cá voi đang bơi gần tàu cá, nên dùng điện thoại ghi hình lại. Theo ông Tường, con cá voi rất to ngoi lên mặt nước để săn mồi. Đây là lần đầu tiên ông Tường nhìn thấy cá voi tại khu vực này. Trước đây, chúng tôi thường xuyên bắt gặp cá heo trong lúc đi đánh bắt cá tại khu vực này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cá voi, ông Tường kể lại. Đại diện chi cục trưởng chi cục thủy sản Phú Yên cho biết, cá voi xuất hiện ở vùng biển Mũi Điện có thể là di chuyển vào vùng gần bờ kiếm thức ăn. Điều này cho thấy môi trường biển rất tốt, nguồn lợi cá nhỏ gần bờ đa dạng, thức ăn cho loài cá này vô cùng phong phú. Ngày 5 tháng 7, nguồn tin cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Kon Tum đang vào cuộc điều tra vụ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng thông qua mạng xã hội. Theo trình báo của ông L, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, từ tháng 5 năm 2024, qua ứng dụng Messenger, ông được một người tên Nguyễn Yến ở Đắk Lắk giới thiệu bản thân đang du học tại Nhật Bản, qua đó rủ ông làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử Goom. Ngày 20 tháng 5, ông L nộp 500 đô la Mỹ vào tài khoản cá nhân tên Trần Văn Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối sản phẩm và được trả hơn 1,5 triệu đồng tiền chiết khấu. Đến ngày 22 tháng 5, ông L tiếp tục được trả hơn 1,5 triệu đồng. Sau đó, ông L nộp 52 triệu đồng để nâng cấp lên làm thành viên Gold để được phân phối các sản phẩm có giá trị lớn. Trong gần một tháng, ông L đã nộp khoảng 10 lần, với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông mới nhận chiết khấu 2 lần với 3,1 triệu đồng. Khi ông muốn rút lại tiền thì được yêu cầu nộp thêm các loại phí khác. Nghi ngờ bị lừa nên ông L đã trình báo Công an tỉnh Kon Tum về vụ việc. Ngày 5 tháng 7, trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Y tế đối với ông Nay Phila. Ông Nay Phila được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ngày 1 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã có công văn giao ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk điều hành Sở Y tế trong thời gian kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế. Ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Sở Y tế đối với ông Nay Phila. Đáng nói trước đó, năm 2023, tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật đối với ông Nay Phila với hình thức khiển trách. Ngày 10 tháng 7 năm 2023, ông Nay Phila bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỷ luật với hình thức khiển trách. Lý do ông Nay Phila đã để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm,
vaccine phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc để xảy ra một số viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự. Theo Điều 2, Quy định số 69 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thời hạn chấm dứt hiệu lực đối với hình thức kỷ luật đảng viên là 12 tháng. Theo đó, đến ngày 10 tháng 7 năm 2024 mới hết thời hạn kỷ luật đối với ông Nay Phila. Giải thích lý do ông Nay Phila đang trong thời gian thi hành kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại chức vụ, ông Bạch Văn Mạnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và xem xét. Ông Nay Phila bị kỷ luật khiển trách vì chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu cơ quan, để xảy ra một số viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vi phạm pháp luật. Với hình thức kỷ luật khiển trách, ông Nay Phila không bổ nhiệm chức vụ cao hơn nhưng vẫn được bổ nhiệm lại chức vụ cũ là Giám đốc Sở Y tế. Phóng viên đặt câu hỏi năm 2022, ông Nay Phila được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến sai phạm dẫn đến kỷ luật. Như vậy có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk cho rằng, trong thời hạn giữ chức vụ 5 năm thì ông Nay Phila chỉ có duy nhất 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì mới không đủ điều kiện bổ nhiệm lại chức vụ. Theo Điều 24, Quy định số 80 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Điều 27, Quy định số 1348 của Tỉnh ủy Đắk Lắk quy định về nguyên tắc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải thông báo để cán bộ chuẩn bị thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định. Đối với cán bộ sau khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vì một trong các lý do như sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, thì cấp có thẩm quyền quyết định việc thay thế, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức, cách chức, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ, hết nhiệm kỳ công tác. Về điều kiện xem xét bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử quy định tại Điều 28 Quy định số 1348 của Tỉnh ủy Đắk Lắk thể hiện, được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị. Chiều ngày 5 tháng 7, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên địa bàn. Trước đó, trưa cùng ngày, người dân sinh sống ở gần góc đường Lê Khôi Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà 2 tầng nên hô hoáng. Lúc này, trong căn nhà trên có bà U, sinh năm 1945, bị mắc kẹt nên người dân dùng bình chữa cháy và nước tìm cách dập lửa, đưa được bà cụ ra ngoài. Trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhận tin, Công an quận Tân Phú điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Ít phút sau ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Người dân cho biết, bà U ở cùng người cháu trong căn nhà trên. Tại tầng trệt căn nhà được gia đình cho thuê. Hàng ngày, người cháu đi làm tối mới về. Bà U thường khóa cửa ở trên lầu một mình. May mắn hôm xảy ra cháy, bà U xuống phía dưới nhà nhờ người thuê nhà mua trái cây và đưa chìa khóa cửa cho người này giữ giúp. Vì vậy khi xảy ra cháy, mọi người kịp mở cửa cứu bà cụ ra ngoài. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đoan Hùng đã đấu tranh thành công chuyên án, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về tội mua, bán người dưới 16 tuổi. Theo đó, ngày 5 tháng 6, Công an huyện Đoan Hùng nhận được tố giác của người nhà cháu M về việc cháu M, sinh năm 2011, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, bị Định Quốc Triệu, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang làm quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn huyện, đưa đi đâu không rõ. Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an huyện Đoan Hùng vào cuộc đấu tranh làm rõ. Qua khai thác đối với Định Quốc Triệu, cơ quan công an xác định, do quen biết với cháu M và được cháu M xin làm nhân viên phục vụ nên Triệu đồng ý. Tối ngày 25 tháng 5, Triệu thuê xe đón cháu M về xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng. Do cháu M còn ít tuổi nên không được nhận vào làm. Tại đây, Triệu đã liên hệ qua Facebook với một đối tượng tên Dũng ở thành phố Bắc Ninh, thỏa thuận bán cháu M cho Dũng với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Dũng đi xe lên đón M, nhưng đưa đi đâu thì Triệu không rõ. Căn cứ tính chất của vụ án, Công an huyện Đoan Hùng đã xác lập chuyên án. Sau thời gian ngắn, ban chuyên án đã làm rõ, sau khi mua cháu M từ Triệu, Dũng đã bán cháu M qua nhiều người,
ở nhiều tỉnh thành khác nhau để làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 13 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Nịnh Quốc Triệu, sinh năm 2004, Trần Đức Trưởng, sinh năm 2000, trú tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1966, trú tỉnh Bắc Ninh, Lý Văn Xuyên, sinh năm 2001, trú tỉnh Bắc Giang, Lò Thị Phương, sinh năm 1999, trú tỉnh Sơn La, Phạm Văn Dũng, sinh năm 2006, trú tỉnh Thái Nguyên, về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đoan Hùng đã tìm được cháu mờ tại tỉnh Lào Cai, bàn giao cho gia đình an toàn.